Ủa? Có không? Coi thì coi cái nắp này đâu có gì đâu. Thôi. Ủa sao kỳ vậy? Sao trong đây trà không hả? Trà nè. Uống đi. Pha đậm đen luôn đó, uống đi. Em nhâm tin em góp cái ly cà phê cho tin không? Cái gì? Tao mới pha nước trà cho mày không thấy hả? Đây nè. Em góp cái ly cà phê. Làm gì? Em góp ra được ly cà phê. Bây giờ cái bình trà này mày góp ra được cái ly cà phê. Sao làm được ông nội? Cái bình trà đây nè, thấy không? Góp còn trà không à? Vậy tôi tin không? Tao không tin đó. Không tin em góp cho chị coi ha. Ủa? Ghê quá. Nướng. Ủa? Có không? Coi chị coi cái nắp này đâu có gì đâu. Thôi. Ủa sao kỳ vậy? Sao trong đây trà không hả? Trà không đổ hết ra. Rồi đổ. Nè, đổ ra cái chén luôn nè. Trà. Ủa sao cái cà phê vậy? Đây giờ này nó đi đi nó đổ mình nó ăn được như vậy. Phải rồi không? Không lẽ cái bình này bình thật hả? Có thật thật đâu ra không vậy? Học đâu học, chỉ cũng cái bình trà của chị gót ra mà. Ủa? Sao? Sao? Sao được hay vậy trời? Ủa cái bình trà này em tự gót luôn á. Tự gót luôn không? Ừ em tự pha luôn, em bỏ trà không à. Em bỏ trà, rồi em chế nó sôi à. Cái bình này đấu giá được không? Chứ gì vậy? Có đâu có, cái bình trà của bình thường thôi, cái ly của bình thường mà. Em gót ra trà không nè. Ở sao em gót ra trà mới gót ra phê. Ủa sao kỳ vậy? Sao? Em gót rồi mà em gót được không? Em biết luôn. Bình trà bình thường chứ có khác gì đâu. Rồi. Cái gì? Bây giờ tao không tin đó, bây giờ mày gót lại cho tao coi coi làm sao mà gót được ly trà với ly cà phê. Chị không tin, chị em gót cho chị coi gì đâu. Tao mày gót ly cà phê trước cho tao coi coi. Trả trước mới được hả? Sao mình gót được hay vậy? Mày giỡn mặt cho tao hả? Sao mà ra ly, ly màu đen chứ ly màu vàng? Khác nhau luôn hả? Hay vậy? Sao bình thường trên nhà tao mày không làm chứ đây đi đám vui đâu hết nó chơi thôi. Tao coi cái bình lại lần nữa. Nó trà thiệt luôn nè, anh nè anh rồi thấy không? Thấy trà mà. Nó nước màu vàng luôn á. Nè gót vô cái chén nè. Gót hết luôn nè. Nó vẫn là nước trà. Sao kỳ vậy? Sao ra được ly cà phê? Ờ, không hiểu không? Không khó lắm này. Chỉ rồi nha, bộ chỉ ra. Cũng mình trà của mình thường vậy đó. Kiếm bậy cục bia ơi. Sao vậy trời? Sao được ly trà, ly cà phê vậy? Có ai vậy hết hộ em không? Này, hết hộ em không?